Mời phải nó nghe các cô hát xi nhá. Các cô tận bên Lục Ngạn Bắc Giang sang đây hội đập sông Hóa đây này, Cấm Sơn này. Quay đi. Năm ngoái đến tờ này là đông lắm rồi đấy. Mấy sự láo à thân à rác rác đây. Các cô ở xã gì? Cẩm Sơn đi á? Hộ Đáp á? Ồ, Hộ Đáp lên đây xa không? Đi 2 tiếng á? Hộ Đáp lên đây 50 cây thôi nhỉ? Đi lên đây xong đi xuồng sang đây á? Mà đi xe máy mà cao cặp là mày ơi mày khai. Quay một đoạn làm video ngắn được anh nhỉ. Ta đi. Giao giao cơn tràng đông. Bây giờ mấy giờ? 12h06. Mày khai. Giao giao cơn tràng đông ơi. Đại phê. Nhà lục phu bên tay xóm lia bên tay sưới bên tay chắc ăn bằng ăn đại bên nhà lục phu bên tay chắc quay tới nhiều người ăn bằng nhà bay ra vô trình lòng lia vô trình đời. Ngồi sổ mới mát. Ngồi sổ mới mát chứ nhỉ. Đây trên mặt hồ này mát mà. Ai nhà tài gia bộ chính a mê đư ai ô sư. Ai nhà chính điệp ca mòi ông đi a ca mòi ơi. Học lớp mấy rồi? Lớp 3 rồi. Ăn thiếu nhồi, ai nhà thì mà thằng kia đi bơi nhẹ chồng, ai nhà như chỉ có u nao leo từ đây. Đông gái, đông gái, đông gái, đông gái. Học kinh ngài sang học sinh mà nhanh nhầm lẩu ở thành phố Lạng Sơn, ở thành phố luôn, ở thành phố luôn á. Mỗi lần đi quay vẫn gặp anh ấy, nhưng mà anh đeo khẩu trang nhận ra. Không nhận ra đâu. Hôm nay lúc đấy anh đi thấy là thích quen lắm rồi. Không nhớ đi thì mà anh xinh rồi nhưng mà anh bảo đi câu cá. Đi câu cá bỏ câu cá thì được câu cá. Cái xinh là cái nick vẫn cần mang vẫn được cay cần vẫn hàng cái xinh đấy mà. Vâng. À sao này? Đây cái lá là một cháu là cái gì? Tiên cháu là tiên sinh. Tiên sinh TV ấy. Cháu này đi cay thì bà chưa được gặp đâu, nhưng mà tao nhìn trong điện thoại mày nhiều trò lắm. Các bà không cười cũng phải cười. Nhiều trò lắm ạ. Có một chú thấy chưa? Hát mấy câu có một chú sang luôn, chuẩn bị hát xi luôn. Chú còn có một quả dưa chuột to tướng ấy. Đấy chưa? Ú, quả dưa chuột là đúng là to khổng lồ vơ. Chú trông kiểu gì mà to thế? Phân bón lên thao. Thế ạ. Thao. Ăn thế này này no ngay ốc nhỉ? Đồng châu mày to bằng đồng châu chứ, bên tao đằng này to. Nhưng mà ăn dưa chuột và sợ bụng to lắm. Chỉ như đông người á. Còn hát tiếp nữa ông cô? Lại đang nghĩ bài khác phải không? Vậy là có người đối đáp thì nó mới ra nhiều chuyện nhỉ? Có bài gì thì hát đi. Nia. Tiên sinh đi quay lâu này thì sẽ nghe khá nhiều. Đấy, các cô còn mang cả mấy chai rượu đi đây này. Không say không về. Ấy ơ. Nghe nông người tay, cháu người tay ạ.
Nhà na chê tung lên na lên nữ na mai. Nhà vai ma ca lùng thìn lia ca lùng thươi. Xuống suối, xuống hồ tắm. Về vẫn lên tắm luôn. Yeah. Về đến nhà mấy cây? Hai cây nhỉ? Ba cây nhỉ? Đi đường này gần hơn bên kia nhỉ? Bên kia xa hơn à? Đi đường đường này ra xa hơn nhỉ? Đấy. Phía ngoài này có mấy thiếu nữ đi hội rồi nhá. Có hai kẻ đẹp đi hội này. Quay vào đây để quay một tí đã. Mua trái tim luôn. Đấy, là có thêm người đấy. Phải ạ. Thế mới bảo phải hội nhưng mà chả thấy người đến, không biết các buổi chiều ăn cơm xong người ta mới đến. Năm ngoái đúng hôm nay đi hôm mà chả thấy người nữa. Chắc hôm nay không già. Chắc không người ta không già. Hay là Covid rồi. Thu tắm à? Đi tắm đi. Mau hút tao này ra nè. Đó, bị lá đi nè. Hai người đẹp này chuẩn bị nhảy hay sao ấy? Có loa rồi, kiểu đi chắc phải nhảy. Không biết là nhảy. Mặc thế này nhảy đẹp lắm đấy. Nắng thế này nhảy mới đẹp cơ. Đúng rồi, mặt hồng, lúc đây mặt đỏ lên là hồng hào ấy. Bây giờ đến hai cô bên cạnh nhá. Hai cô này hát xong rồi. Bây giờ đến hai người này. Hai cô cứ biết hát đi. Hai câu mấy câu đi nhỉ. Hai người này. Hát mở đầu mấy câu cũng được. Ồ, thế đến hai cô ngoài này vậy. Mấy cô này không biết hát. Hai cô này uống mực. Uống chai rượu sắp hết rồi. Và luôn. Ba tí bên bên đi. Đi bắt cay, đi bắt cay để mi. Và mai miền ôn phê đấy. Mấy chân lưỡi. Và bà đình hú gì? Và bà đình chiếu mấy bên này, mấy bên này chiếu thẳng tăng như con. Nhau, cái dùng đái với nó chỉnh khó cái dưỡng, mấy cái mặt kia chỉnh khó. Mấy chân mình chiếu hẹn hình tông. Bà ba mày lắng mừng. Bà ba mày lắng mừng. Tông cái khến. Có cái cơn tông là mấy bà này nè. Thì ngồi mát đằng này được.
Vâng, chỗ này hơi trời ngoài này chắn gió rồi. Có người yêu chưa? Có người yêu chưa? Chưa. Chưa. Lớp 3 mà chưa có người yêu á? Chưa có cô nào thích ở đây. Rồi ơi. Mà mi cái nền tông mà. Thông thông hầu. Thông hầu tham hầu cũng được. Tham hầu thí hầu đi. Cả tạt ba rồi. Học lớp 3 rồi với nhà. Con nhà bác mới học lớp 2. Bác lấy muộn chả tê. Lấy hủ ăn à? Lấy hủ ốc hủ. Lấy hủ ốc hủ, lấy hủ ốc thí để ốc nè. Hai cô này đang nghĩ là hát cái gì? Hát cái gì được. Hát gì? Chưa biết là hát cái gì. Hát sống hao lại không phải. Lán dù này mới có khẳng mê đảng vô như tôi chắc chắc một bài. Ở ngoài này chỗ công nhãn kêu mát mà, con lọt gió dưới hồ lên. Chỗ đó cũng dầm. Và. Và teo thí nhung nhăng à? Và teo thí nhung nhăng tên gì nào? Và lại này mân đẹp. Thế vào nhà này ngồi cũng được mà, nhà này không có người đâu. Chỗ này nó dâm rồi. Dâm rồi đi vào nhà. Dâm tinh cho cây áo bài này. Ở bài mưa nâng kỷ niệm khẩm non hồi cái ngòi gì này là tao ăn rồi á cứ bà còn mang cả bánh nướng đi vớ cháu mang đói không có gì ăn đi mang mà đi đói chứ tên ra không có cái gì ăn lắm cháu ạ. Thế ạ, người ta chưa bán nhưng mà năm ngoái bán nhiều lắm. Năm ngoái bán mà năm ngoái thì công ty có phở, năm nay thì chả thấy có ai thế này. Sao tự nhiên không biết là mà đồng tiền lắm, không biết làm sao nhỉ. Nhưng mà có thì người ta đã bán hàng thế này, chẳng đi xem đi năm đầu tiên chả thấy có người nào. Vâng ạ. Và lúc mình quay ạ, năm một bà xem cho xuống bên dưới cay đi hai bà này đi. Vâng, hai bà nào? Hai bà này lại. Thôi cay hai bà này trước. Không, hai bà này không biết hát. Là hai bà này lại cay chỗ này vẫn hai bà cũ à? Hai bà cũ lại cay hướng rồi. Cay hướng khác là thành mới rồi. Nhà cái kia ở phía này. Phải vào đây vào, xí cùng cá lên. Lên dài vào lên lưới vào em quay hết. Hey, nhà đâu là hay con say để hay con sưởi. Chừng nào đây đây mà. Đủ luôn đấy để sẵn chứ. Ông. Hey, ăn thì đủ. Về giá, còn lên không? Đâu đây, phải sao nào số đơn. Về lên chân quay lên chân quay chứ. Hai ba giờ ấy. Ai nhà cam cu con cầm tay lê ông cam tư. Món cao ta. Nhà đây là được cả là phở gươi ăn à. Nhàn ca lực trên bì chay, nhà trên bì chơi. Ăn khao ai. Nhà nam đi thì đua hết ơi khi cầu. Lòng nà bộ phử lây. Nhà lòng nà bộ phử lây, để à bộ phử lư. Rồi cái hàng này để lấy bao ma rồi bạn chỉ giao khốn. Em tâm là chỉ
Ê nhà đam ca theo kia thơ tư theo à. Ai nhà mi nào nào cà bay để áo cà bơ. Cái hen nhìn nghe nhồi xuống mi năm nhồi thì vẫn tiền đẹp nào cũng ba mi ăn khấn cả. Ăn nhồi ơi mi chèn ba hen lại đi. Mi năm giờ bốc kẹt. Ai nhà ngồi nào giờ bốc ơi tê tê. Ai nhà nào mần bồ đây để mần mi đời. Ăn tô sai. Khéo tóc lộ vậy khéo. Ai nhà đông có bài thê hoa đang ơi hết kín. Ai nhà sung sướng phá nề lại lê xa nề lời. Ăn chiều nhỏ ơi nhà chị mà thằng khen ngạc kì ơi cho màu. Ơi nhà non lê nhòi bề nơ lê nhòi bà ơi. Cái này là tiếng đấy. Cô cạc lái. Các cô này răng vẫn đều tăm tắp với nhỉ? Lớn tuổi mà răng vẫn đều tăm tắp với nhỉ? Răng đẹp nhỉ? Đẹp mà. Đẹp mà hát được chứ không đẹp. Năm nay được 50 năm mấy rồi cô? 6 mấy rồi. Yeah. Thế mà răng răng đẹp thế, răng tăm tắp đấy. 6 mấy rồi. Dùng lắm rồi đấy. Dạ. Yeah. Súc nó thường nghe nó súc. Mà vả thí à? Cái súc mà vả thí vơ. Ấy, có người rồi. Vẫn người cũ thôi. Lại vả tiếp. Ăn bánh nướng xong lại vả tiếp. Ăn rồi. Bây giờ lại tháng 8 rồi. Nó vàng lắm rồi, về tháng 8 rồi. Mùng 10 lại mùng 10, hôm nay mùng 4 rồi, mùng 10 lại hội Chi Lăng nhỉ? Chi Lăng, hội Chi Lăng mà. Làm một ngụm rượu cho nó ấm đã mới hát tiếp. Chả thế. Năm cái này. Năm xa của nó. Năm xa, năm giả này. Năm xa rồi đấy. Thì kiếm đẹp. Năm xa rồi. Năm xa rồi. Hẳn cơn bón bây giảm như thủ hơn mai rồi. Bà mà. Nhà trong kia nhiều gốc chưa? Một đống gốc ở sân đấy. Nhà văn đai ọc xong à ba ơi ốc mà. Ê nhà papa tô đồng la để tô đồng lơi. Nó người ở chính ma. Nó vô cháy à dù sợ tô ha. Tô ha mà chưa vào thi đâu. Ha tại đây anh ma ma li li ma lòi lòi này. Anh chị em bữa đẹp bàn chân lị chính cư. Ai nhà bơn pet văn chân ali ơi chinh cơm. Ai nhà nóc tê song ba ma. Đấy, các chú đến rồi kìa, thấy chưa? Vào hát xì đi các chú đẹp trai ơi. Các cô này chờ lâu lắm rồi. Các chú nhà không hát đâu, về nhà mới hát thôi cháu ạ. Về nhà mới hát thế. Các chú nhà mà chẳng có thế còn thế nào nữa. Thế là đêm mới hát thôi. Ừ, phải rồi. Cháu mày sẽ còn trẻ nhưng mà biết thế không biết gì. Biết chứ, biết mà. Đêm thỉnh thoảng cháu cũng hát mà. Kiếm kỳ lá trình lên tới giờ. Ừ. Thế nhưng mà hát lòng bay ở bố lâu. Nhưng mà mì mùi lắm tới gì là. Không, không bây giờ cháu leo rồi, không nhóm kín mà. Thằng leo ơ. Tân bốc mư. Tân bốc mư. Bà chén đi. Này kiếm theo Hàn Quốc bố kiếm bên đây kiếm bên nữa. Bố mình cái to mứ, bên đây xe lấy. Tại nó về kiếm Hàn Quốc mà. Tại mình kiếm nha. Kiếm bà. Với bà Nhân Mi là Nhân Mi phải. Nhân Mi ăn thôi mà. Nhân mà. Tại vì chắc Nhân Mi Nhân cái đâu. Nó phải chịu cái Nhân Mi dục kiếm bố mình. Nhân này cái đây. Nhân mà. Hải bố. Hắn kính. Bố này bố mình kính khải cáo rồi hả?
lăng út bấy mi hả lăng út bấy á không có đâm ra rồi chẳng chú lăng út cũng đi tiền ăn này kể mừng để mi vào thế hắn thường bấy nó thích bấy vậy ba thằng này mi hắn cứ để chúng tiêu hả thằng này mi thích bấy hắn mình kể thì máu quá đi có để đi hay là bữa mi xin để tao su khẩn thế nói bóc kín môi rồi.